Chào mừng các bạn đến với kênh Chí Xe Lấy Giày. Giờ mình đi qua chùa Quan Âm động bà cô các bạn. Wow, có mấy người đẹp luôn các bạn ơi. Dạ đẹp thiệt. Nhớ ủng hộ Chí Xe TV nha. Dạ. Thôi. Ngán quá các bạn ơi. Giờ đuối quá rồi. Dạ lỡ rồi, giờ mình đi luôn đi. Đi. Dạ. Phải lên 99 bậc thang nữa nha các bạn. Tên gì chú? Chí Xe TV. Hello. Hello. Có một bé vừa xinh vừa dễ thương luôn nha. Ôi trời ơi. Bé đi đến từ đâu? Dạ An Giang. An Giang. An Giang là cái cô chú này đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh mãi đỉnh. Nhớ vô cái kênh Chí Xe TV nha. Chí Chí T G Y sắc Chí Xe TV. Trời che. Nhìn người ta đẹp trai vậy hả? Tới chưa? Ôi trời ơi. Trời ơi. Sao anh ngồi đây vậy? Mệt quá. Cái anh đẹp trai này ảnh còn mệt đó các bạn, tôi ảnh đi không nổi. Làm sao mà Chí Xe TV đi nổi. Giờ mình dừng 5 phút các bạn ơi. Trời ơi. Người đẹp là sao đi hay vậy ta? Thôi giờ lỡ rồi tới đây đi luôn chứ giờ sao giờ. Cố lên, cố lên. Lên đưa máy đây hai người đi chung luôn đi. Thôi chụp máy này giùm đi. Chụp máy này này thì chú theo đi. Nó cũng có trong đây luôn hả? Với kênh Chí Xe TV. Máy máy đó là đang quay đúng không? Đúng rồi. No. No, no. Rồi, ok. Cảm ơn bà. Nhớ ủng hộ Chí Xe TV với nha. Chí Xe. Xe TV. Chí Xe TV. Bỏ, đang dưới đây bỏ dưới sách rồi. Đang đói bụng mà gặp cái bao bánh mì nữa. Chị mời thiệt. Cô đến từ đâu? Nhiêu Quý, Tiền Giang. Xã Nhiêu Quý, huyện Cà Lậy. Đúng rồi. Tiền Giang. À. Tiền Giang mãi đỉnh luôn rồi. Ừ. Ai cho mình ở mì là mình thương người đó nhất các bạn.
Cơm không, cơm nè. Thôi ăn không có nổi. Ăn ổi. Con để đi cho thiệt coi chứ con không có nổi. Ăn đi. Bây giờ con thở không ra hơi nữa là sao ăn. Nuốt vô nổi. Được. Nè ăn đi. Ăn lại. Cảm ơn cô. Một ổ bánh mì của bà cô dễ thương mới vừa cho. Ai giúp chị Sáu luôn em coi. Đó không phải. Bánh mì đi. Này ăn nè con. Con ăn hai cháu mình chia luôn. Ăn không bé con? Cho khỉ ăn. Cho khỉ ăn hả? Để chú làm con khỉ luôn. Đây có một cây sung quá trời lớn các bạn. Cái kinh khủng luôn các bạn ơi. Anh nhìn cây sung à. Quá trời trái luôn. Rồi tiếp tục luôn. Mình lên lúc lúc trên đỉnh đó nha các bạn. Bây giờ đi hết đổ này xuống thuyền có gian đi các bạn ơi. Còn một hai chặng đường nữa thôi các bạn ơi. Tiếp tục. Đó, các bạn thấy không, trước màn hình là các bạn thấy Quan Âm tự động Ba Cô. Ok. Còn mình cũng tới động Ba Cô rồi nha các bạn. Đây. Hai bên thì có hai câu đối. Ba sinh tầm đạo, thế gian như mộng nguyện, cô tịch tri tâm cõi trần, vốn hư vô. Rồi, let's go. Mời các bạn cùng theo mình nha. Thank you.
đi ra nha các bạn. Trong đây có mấy người ghen kêu la âm sùm, các bạn tự hiểu nha. Chiếc xe không dám nói gì thêm bên trong động này. Các bạn xem nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ nha. Đây là chùa Quan Âm này các bạn. Nhưng mà có một điều kỳ lạ là khi chiếc xe đến đây thì không thấy ai quỳ ở trong chùa, mà chỉ thấy mọi người tập trung quỳ vào điện Linh Sơn Thánh Mẫu nghe các bạn. Bây giờ đi xuống. Chiếc xe cũng đã review hết khu vực ở nơi này và chiếc xe xin tạm dừng video tại đây. Nếu các bạn thấy thích video này thì cho chiếc xe xin một lượt đăng ký, bấm vào nút đăng ký kênh, bấm like. Và hẹn gặp lại các bạn ở một video tiếp theo. Đó là video Đỉnh Vân Sơn.